Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Sông Tăng Thanh Hà sở hữu bộ chữ ký đội tuyển Việt Nam giá 1 tỷ đồng. Doanh nhân Nguyễn Quốc Khánh Louis, chồng ca sĩ Tăng Thanh Hà, là chủ nhân của bộ chữ ký các thành viên đội tuyển Việt Nam giá 1 tỷ đồng. Tối ngày 27 tháng 12, chương trình tri ân các nhà đồng hành và chúc mừng thành công hai đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và U22 Việt Nam với chủ đề Những cánh chim khát vọng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam Việt Nam. Ông Mai Đức Chung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, cùng đại diện các tuyển thủ quốc gia. Tại buổi lễ này, chiếc áo thi đấu, quả bóng và quyển sách ảnh dấu ấn lịch sử bóng đá Việt Nam có đầy đủ chữ ký của các thành viên đội tuyển đã được bán đấu giá với mức 1 tỷ đồng. Chủ nhân của bộ sưu tập có ý nghĩa này là doanh nhân Nguyễn Quốc Khánh Louis, chồng của ca sĩ Tăng Thanh Hà. Số tiền này được sử dụng để ủng hộ quỹ học bổng Vừa A Dính, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu, góp phần đem đến hy vọng, niềm tin thực hiện ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh người dân tộc, con em của ngư dân. Cận cảnh bên trong biệt thự sân vườn triệu đô của vợ chồng Tăng Thanh Hà. Vợ chồng Hà Tăng sống trong biệt thự sân vườn sang trọng với nội thất màu trắng. Nữ diễn viên nhiều lần khoe hình ảnh căn nhà lên trang cá nhân. Tăng Thanh Hà và chồng kết hôn năm 2012, sau đó hai người chuyển về sống trong căn biệt thự sang trọng được sơn màu trắng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ hình ảnh về tổ ấm của mình và ông xã. Hà Tăng thường đăng tải ảnh chụp trong phòng khách. Nội thất căn nhà của nữ diễn viên cũng được trang trí theo tông màu trắng. Qua hình ảnh được chia sẻ có thể nhận ra, phòng khách có diện tích khá lớn, nội thất tối giản, hạn chế trang trí rườm rà. Gia đình Tăng Thanh Hà để dành khoảng không gian rộng để các con và hai chú chó cưng có chỗ vui đùa, chạy nhảy. Sàn nhà được lát gỗ màu đen tạo cảm giác sang trọng. Phòng bếp nhà nữ diễn viên có diện tích lớn với bộ bàn ăn dài. Hà Tăng từng đăng hình đứng trước bàn ăn trên trang cá nhân. Người hâm mộ nhận ra cô có thể mời tới 12 người khách cùng dự bữa ăn tối với gia đình vì không gian bếp quá rộng. Phòng chơi của hai bé Richard và Joe cũng có diện tích rộng. Thiết kế kết hợp giữa giá sách và ghế ngồi được khen độc đáo. Ngoài ra, vợ chồng cô dành chỗ để làm nơi tập yoga hoặc chỗ chơi đùa cùng các con. Các biệt thự không có quá nhiều cửa sổ, thay vào đó là các cửa ra vào lớn và cao gần chạm trần. Các biệt thự được thiết kế cầu thang xoắn ốc, lắp thêm cửa chặn để trẻ em không bước lên cầu thang. Kiểu cầu thang này được đánh giá giúp tiết kiệm không gian trong nhà. Các biệt thự của Hà Tăng và Louis Nguyễn có phần sân vườn rộng rãi, thoáng mát. Đây là địa điểm chụp hình ưa thích của nữ diễn viên. Cô có rất nhiều check-in ngay trong vườn nhà. Ngay cả khu vực trồng vườn cũng được thiết kế sàn gỗ, tạo cảm giác sạch sẽ, trang trọng. Tăng Thanh Hà có sở thích trồng vườn. Cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc trồng và chăm sóc cây, hoa trong vườn nhà. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng nữ diễn viên mặc áo dài và chụp ảnh ngay khu vườn thuộc căn biệt thự. Bất ngờ với cuộc sống bình dị của ngọc nữ Tăng Thanh Hà sau cánh cửa hào môn. Năm 2012, Tăng Thanh Hà lên xe hoa với Louis Nguyễn, thiếu gia con nhà giàu có. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc, rời khỏi ánh hào quang showbiz để chăm sóc tổ ấm. Người đẹp họ Tăng hạ sinh có hai con đủ nếp đủ tẻ trong 6 năm chung sống với bạn đời. Ai cũng nghĩ làm dâu nhà đại gia Tăng Thanh Hà sẽ ăn trắng mặc trơn, hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên đời tư của bà xã Louis Nguyễn trái ngược hoàn toàn. Hà Tăng dậy sớm tự tay làm từng việc trong nhà và mỗi sáng thay vì phó thác cho người giúp việc để ưu tiên làm đẹp và chăm sóc bản thân. Mới đây Tăng Thanh Hà mô tả buổi sáng, một ngày như mọi ngày của mình, không kêu ca hay than phiền, bà xã Louis Nguyễn hào hứng liệt kê danh sách, đầu việc và mỗi sáng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Sáng 5:30 dậy tập thể dục, làm sữa hạnh nhân, gọi con dậy, đưa con đi học, rồi đi làm, hầu như ngày nào cũng vậy, sao hôm nay thấy vui hơn mọi ngày, Tăng Thanh Hà viết.
Chia sẻ của Tăng Thanh Hà khiến bao người thán phục, người đẹp ngủ dậy và tập thể dục từ 5 giờ 30 phút, trong khi bao cô gái còn say giấc nồng. Không chỉ nấu ăn sáng ở nhà, dù gia đình thừa điều kiện ăn hàng, nữ diễn viên đẹp từng cm tự đưa con đi học, sau đó đi làm như bao phụ nữ bình thường. Thái độ vui vẻ hào hứng khi chia sẻ niềm vui làm việc nhà cũng là điểm cộng cho bà xã Louis Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.